TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Dạ, bên đầu dây kia là chị Trương Thị Yến ha. Chị Trương Thị Yến ơi, gửi lời chào với quý bà con cô bác. Dạ, tôi là Tôi là Trương Trương Thị Thị Yến, Yến, năm nay 66 tuổi, là là một một dân dân quan quan của của Trường Trường Thịnh. Thịnh. Xin Xin kính kính chào chào đồng đồng hương hương và và tất tất cả cả bà bà con con dân dân quan quan Trường Trường Thịnh Thịnh và và Thủ Thủ Thiêm. Thiêm. Dạ, Thì hôm nay Trương chị Thị quen ở quen bên ở Mỹ Mỹ này. này. Dạ, hôm nay chị muốn nói gì với bà con cô bác đây chị Yến? Bữa Bữa nay nay là là ngày ngày 23 23 Tây, Tây, là ngày ngày đưa đưa ông ông Táo Táo về về trời trời của của bên bên Việt Việt Nam. Nam. Dạ. Tôi Tôi xin xin nhắn nhắn gửi gửi với với một một người người lãnh lãnh đạo đạo cao cao nhất nhất ở ở Việt Việt Nam. Nam. Dạ. Và Và phải phải có có trách trách nhiệm nhiệm với với dân dân quan quan Thủ Thủ Thiêm Thiêm và và Trường Trường Thịnh. Thịnh. Dạ. Bây Bây giờ giờ ngày ngày hôm hôm nay nay là là ngày ngày 23 23 Tết Tết rồi, rồi, đưa đưa ông ông Táo Táo về về trời trời rồi. rồi. Dạ. Mà ông Tổng Tổng Bí Bí thư thư Nguyễn Nguyễn Phú Phú Trọng, Trọng, ông ông ngủ ngủ làm làm sao sao mà mà một một cách cách say say sưa sưa mà mà dân dân Hoa Hoa Vang Vang ở ở Thủ Thủ Thiêm Thiêm đi đi lớn lớn trước trước cửa cửa nhà nhà ông ông 5 5 giờ giờ kêu kêu gào gào bắt bắt giọng giọng mời mời xuống xuống dân dân Thủ Thủ Thiêm. Thiêm. Dạ. Mà Mà ông ông say say sưa sưa trong trong giấc giấc đề đề tổng, tổng, ông ông không không biết biết những những người người già già cả cả 70 70 tuổi tuổi á, phải phải đứng đứng ở ở ngoài ngoài đường đường á, 5 5 giờ giờ khuya khuya 5 5 giờ giờ sáng đang ngủ mà mà kêu kêu kéo kéo như như vậy vậy đó. đó. Dạ. Ông Ông có có đau đau lòng lòng không? không? Ông Ông có có sốt sốt dạ dạ không? không? Là Là một một lãnh 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 đạo đạo cao cao nhất nhất ở ở trung trung ương. ương. Dạ. Phải Phải dấn dấn sống sống vì vì dân, dân, phục phục vụ vụ cho cho dân, dân, tài tài sản sản cho cho dân dân hết. hết. Phải Phải thu thu hồi hồi tài tài sản sản những những cái cái tên tên tham tham nhũng nhũng dạ. trả lại cho nhân dân. Dạ. Và Và đất đất nào nào ngoài ngoài danh danh là là phải phải trả trả lại lại cho cho dân. dân. Chứ Chứ không không phải phải mà mà lo mà mà ngồi ngồi say say sưa sưa mà mà ngồi ngồi mát, mát, xơi xơi bát bát vàng, vàng, mà mà ngồi ngồi chăn chăn im im miệng miệng ấm ấm mà mà bao bao nhiêu nhiêu người người đất đất của của dân dân mà mà phải phải bị bị cướp, cướp, mấy mấy cái cái thằng thằng tham tham nhũng nhũng đó đó để để nó nó nhỡ nhỡ nhơ nhơ ngoài ngoài vòng vòng pháp pháp luật. luật. Dạ. Dạ. Bây Bây giờ giờ dân dân quan quan Thủ Thủ Thiêm Thiêm á, á, ba mươi mấy người đang ở ở Hà Hà Nội. Nội. Dạ. Đang Đang kêu kêu cứu. cứu. Mà Mà tại tại sao sao ông ông Tổng Tổng Bí Bí thư thư Nguyễn Nguyễn Phú Phú Trọng, Trọng, cái cái trách trách nhiệm nhiệm của của ông ông đâu, đâu, trách trách nhiệm nhiệm của của người người đứng đứng đầu đầu đâu? đâu? Không Không kêu kêu ông, ông, không không có có chỉ chỉ đạo đạo cho cho ông ông Phó Phó Thủ Thủ tướng tướng Trương Trương Hòa Hòa Bình Bình và và Tổng Tổng thống thống Phan Phan Gia Gia Lê Lê Thanh Thanh Thái, Thái, họp họp lại lại với với người người dân, dân, nói nói chuyện chuyện cho cho rõ rõ ràng, ràng, dạ. mở một cái giấy cam cam kết, kết, đầu đầu tháng tháng 2 2 vô vô giải giải quyết quyết toàn toàn bộ bộ dân dân quận quận 2, hai Trường Trường Thịnh Thịnh và và Thủ Thủ Thiêm, Thiêm, dạ. là là một. một. Hai, Hai, nếu nếu không không có có trách trách nhiệm nhiệm mà không không có có những những người người đó đó không không có có họp họp với với người người dân, dân, không không có có một một cái cái tờ tờ cam cam kết kết dứt dứt khoát khoát với với dân dân Thủ Thủ Thiêm Thiêm á, á, thì thì phải phải trách trách nhiệm nhiệm của của ông, ông, tài tài sản sản của của dân dân quan quan đâu, đâu, thu thu hồi hồi của của Lê Lê Thanh Thanh Hải, Hải, Lê Lê Hoàng Hoàng Quân, Quân, Tất Tất Thành Thành Cang Cang đâu, đâu, Nguyễn Nguyễn Vương Vương Nguyễn Nguyễn Tư Tư đâu, đâu, phải phải lo lo cho cho những những người người dân dân ăn ăn Tết Tết tại tại chỗ. chỗ. Dân Dân á, á, nếu nếu không không có có một một lời lời cam cam kết kết dứt dứt khoát, khoát, dân dân sẽ sẽ ở ở tại tại đó, đó, chờ chờ ông ông Phó Phó Thủ Thủ tướng tướng Trương Trương Hòa Hòa Bình Bình và và Tổng Tổng Cha Cha Lê Lê Thanh Thanh Thái Thái vô vô Tổng Tổng thống thống của của Chứng Chứng minh minh nhân nhân dân dân sẽ sẽ về về cùng cùng một một lúc. lúc. Nhưng Nhưng mà mà từ từ đây đây tới tới Tết Tết nè, nè, ngày ngày hôm hôm nay nay nè, nè, dân dân đang đang ở ở ngoài ngoài nè, nè, tiền tiền nhà nhà của của dân dân không không có có đóng, đóng tiền tiền chủ chủ nhà nhà người người ta ta đuổi đuổi ra ra khỏi khỏi nhà nhà nè. nè. Hai Hai nữa nữa là là mấy mấy đứa đứa già già ăn ăn cơm cơm ăn ăn cháo cháo dưới 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 sôi sôi mà mà bây bây giờ giờ không không còn còn tiền tiền muốn muốn nhà nhà cháu cháu ăn ăn sôi sôi ăn ăn gạo gạo ăn ăn cháo cháo ăn ăn mà. Đó. Đó. Người Người ta ta có có nhà nhà có có cửa cửa mà mà bây bây giờ giờ những những người người già già neo neo đơn đơn khó khó khăn khăn mà mà tiền tiền dai dai đặt đặt ổi ổi lặn lặn lội lội ra ra một một gần gần một một tháng tháng rưỡi rưỡi trời trời rồi. rồi. Dạ. Bây Bây giờ giờ không không để để người người ta ta ở ở mãi mãi như như vậy vậy đó. đó. Coi Coi cái cái đất đất nước nước mình mình như như thế thế nào, nào, gần gần Tết Tết nhất nhất tới tới nơi nơi mấy mấy anh anh chuẩn chuẩn bị bị về về mấy mấy anh anh ăn ăn Tết, Tết, để để dân dân của của người người ta ta có có nhà nhà có có cửa cửa mất mất hai hai mấy mấy năm năm trời trời nay, nay, để để người người ta ta phải phải sống sống lầm lầm than than khổ khổ sở sở như như vậy. vậy. Trách Trách nhiệm nhiệm của của người người đứng đứng đầu đầu đâu? đâu? Ông Ông Tổng Tổng Bí Bí thư thư Nguyễn Nguyễn Phú Phú Trọng, Trọng, Thủ Thủ tướng tướng Nguyễn Nguyễn Xuân Xuân Phúc, Phúc, những những cái cái tiền, tiền, cái cái quỹ quỹ của của tham tham nhũng nhũng đâu? đâu? Phải lo Phải cho lo những cho người những người dân dân quan quan 33 33 người người
Dạ. Mấy ông vẫn mấy ông vẫn chơi chơi. Không nghĩ đến người dân này như gì hết. Nghĩ những người dân của tôi là khỏi gác hả? Dạ. Những tên cướp đất 25 năm. Tại sao mà bỏ người ta mà ở ngoài đường như thế này? Trách nhiệm của mấy ông đâu? Mấy ông ngồi mát chơi bắt vàng hay sao? Nguyên một cái mà ba mươi mấy người mà kêu rung cửa ở trong gia công hữu ở Cầu Giấy đó, găm cả quốc tế cộng đồng, cả bên nước Hoa Kỳ này đều thấy. Người ta bị tiện, người ta hỏi tôi nè, rồi chuyện có chuyện bên Trường Thịnh qua rồi, tôi nói chơi chơi à, không có chuyện gì xảy ra hết, đối với ổng. Bây giờ tôi cũng mong á, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tên tích lũy của tham nhũng đâu phải chức ra lo cho những người ba người dân qua bên Thủ Thiêm. Dạ đang đó rất là tham ở ngoài đó mấy ông giờ coi 4 giờ khuya là đã thức dậy rồi, 5 giờ có mặt ở nhà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi. Bác Trọng ơi, kiếm cho Thủ Thiêm ông có nghe không? Dạ 5 giờ, 6 giờ lại ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bắt Bình ơi, cứu dân Thủ Thiêm. Ông Bình có nghe không? Trách nhiệm của người lãnh đạo, trách nhiệm của một người lãnh đạo phải biết thương dân và biết lo cho dân. Nhưng mà tài sản của dân thì phải trả lại cho dân, tại sao không trả? Đất của bên Trường Thịnh nè, bỏ Mộc Quan nè, dân của tôi thì không có nhà nè, bên Thủ Thiêm thì đắp gai chưa bằng đổ dụng. Bây giờ đất còn trống mà bây giờ đổ dụng y như bên vừa ra Lộc Hưng nè. Dạ. Mà 27 năm rồi còn gì nữa, còn hẹn gì nữa? Nếu mấy ông muốn dứt khoát với bên quận hai Thủ Thiêm Trường Thịnh, thì bây giờ giữa ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và tổng thanh tra lên Thái ngồi lại với người dân, dứt khoát một cái lời giấy tờ mà cam kết đầu tháng hai hay là giữa tháng hai đó vô giải quyết cho dân qua ở quận hai tất cả. Dạ. Trương Thịnh và Thủ Thiêm và đồng thời thấy hiện tại bây giờ mình đang đau đớn nè, phải có trách nhiệm lo ăn lo uống rồi chỗ ở với người ta, đồng thời làm giấy tờ dứt khoát với người ta rồi phải mua vé máy bay cho người ta về. Mua vé máy bay đó mình mới là một người lãnh đạo thật sự biết nghĩ đến người dân. Chứ không phải người ta dân người ngồi ra mà đường ra thì mắt dân phải mấy ông ngồi trong mai này mắm chạy tim mấy ông hả? Không có công lý, không có công bình, không có pháp luật. Dạ. Bởi chính bản thân tôi nè, tôi đầu công lý 16 năm rồi, tôi không thấy công lý, tôi không thấy pháp luật. Thấy to mà cái sự tàn ác, cái sự bất công, cái sự bóc tài, những lãnh đạo vô dụng, chứ không phải là lãnh đạo mà biết nghĩ đến người dân, biết nghĩ đến người dân một tháng thôi. Dạ. Chỉ dứt khoát toàn bộ quận hai Trường Thịnh và Thủ Thiêm. Dạ. Theo chị đó thì chị có lẽ là chị biết rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đó ổng đang ra tay rồi là diệt tham nhũng phải không thưa chị? Dạ. Yeah. Thì em cũng biết rằng là ổng gọi là ổng coi tham nhũng là củi khô củi ướt gì ổng cũng cho vào lò hết. Thì TV256 thấy cái trách nhiệm của ổng là ổng phải làm chứ. Mà tại sao ổng không làm? Hoặc là ổng làm quá ít mà rủi ro không, ổng không làm thì chị phải suy nghĩ như thế nào? Thì bây giờ ổng là thu hồi những tài sản của Nguyễn Thành Hải, Tất Thành Can, Nguyễn Lua, Nguyễn Cư, rồi Nguyễn Hữu Tính, Lê Hoàng Quân. Đó, tài sản ổng giờ thu rồi. Ồ, thu rồi hả? Mấy có tội đồ đó. Mấy ông làm gì làm. Mấy ông phải giải quyết cho những người dân quan của chúng tôi mà đất này
năng động, làm một cách công khai minh bạch rõ ràng, chứ không phải nói mà không làm. Lời nói với việc làm đi đôi. Dân tôi đang cần gì đó. Dân tôi không cần các sự xin lỗi mà yêu cầu các vị phải thực hành đúng theo pháp luật. Theo em biết thì hình như là ông Lê Thanh Hải đó, ông đâu có bị thu hồi hay là bị bắt gì đâu thưa chị. Tôi chỉ nghe nói như vậy thôi, nhưng mà tôi thấy ông Lê Thanh Hải là một tên tội đồ. Nếu không có Lê Thanh Hải, làm sao có vụ hại Mai Trần Thủ Thiêm phải khốn đốn hai mấy năm trời. Thì lần gì có nhiều thứ phiền phức, sợ là đổi lại là sáu năm sau năm là bạn không đổi lại, người ta đất ngoài lên lại sao thu hồi, thu hồi sai không được pháp luật thì đất nước người ta bao nhiêu còn bộ trả lại cho người ta bấy nhiêu. Nhưng mà thu hồi sai, người ta phải thu hồi hai tài sản những người ta ở Phan Quang ở đâu mà giờ này đất nước người ta cướp đất người ta, giờ người ta lại sống đầu đường khó chợ thuốc hai mấy năm nay rồi, bây giờ người ta đang đi ra trung ương đặt lần này đó, người ta quyết chiến lại đây, một là phải giải quyết, hai là người ta cố thủ lại ở Hà Nội đó. Em nghĩ cái vai trò của ông Trọng rất là dễ, tại vì cái ngân quỹ quốc gia mà nó có
nó có những cái quỹ để mà giúp đỡ những lúc mà đang bị người dân đang bị khốn khổ mà. Thì bây giờ trích ra một cái ngân quỹ chút xíu để mà cho bà con dân oan 33 người đang ở Hà Nội, họ đang đói rét, mà cái đó là điều đáng làm đó chứ, đâu có gì khó đâu. Có điều là ông không muốn làm thôi. Đất của dân, nhà của dân là mùi hôi xương máu, nước mắt của dân. Những người dân, dân ở Thủ Thiêm chúng mình vẫn ở đó ba đời. Như tôi là đời ông ngoại, đời cha mẹ tới đời tôi, mà đời con cháu tôi là đi anh Bảo. Mà nó oan ức là thấy rõ luôn. Ví dụ á, hở mấy ông chính quyền ở Việt Nam mà hở cái đi tu tế, khi nước ngập nước lọc là đi tu tế, rồi khi cháy nhà là đi tu tế. Dân dân chúng tôi có nhà có đất đàng hoàng mà bị cướp trắng trợn, mà bây giờ chúng tôi còn hơn là lũ lụt, còn hơn bị cháy nhà, có ai tu tế không? Khi nước lột nước giật người ta còn có cái nhà, khi nhà cháy cháy hết cái nhà còn còn nữa mà chúng tôi hả mất trắng luôn, không đất không nhà, vô gia cư sống đầu đường xó chợ suốt hai mươi mấy năm rồi. Cái hoàn cảnh này cả đất nước Việt Nam mình, cả quốc tế cộng đồng hả ông châu người ta dòm vô người ta cười ai, cười một chỉ lãnh đạo đứng đầu, xử không nghiêm, làm không đúng sự thật, không làm đúng công văn rõ ràng. Đời chúng tham nhũng, những chỉ đương thời phải thu hồi tài sản trả lại cho dân. Như công ty Trường Thịnh chúng tôi đã bắt được có nổi quan. Bây giờ còn 7.700 em đó, tại sao không thu hồi đó để trả lại cho chị tôi? Đúng pháp luật. Một dự án 3 năm quanh hoành tỉnh thu hồi rồi. Tại sao dự án của công ty Trường Thịnh 15 năm không thu hồi? Chỉ mà nào mà đứng chống lưng của công ty Trường Thịnh mà cao lớn dữ vậy? Hả? Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phải làm đúng theo pháp luật, nghiêm minh, rõ ràng, minh bạch để lấy lợi bằng lòng tin của nhân dân. Đất đất chúng tôi, nhà chúng tôi chu di chỉ có một cái nền nhà, không phải đất đồng đất mẫu. Trong 22 hộ dân chúng tôi 50 mét cũng có, 70 mét, 100 mét, 150 mét. Còn nhà của chúng tôi là 408 mét. Còn bà già mà đài VTV1 á 693 mét. Mà chia con cháu đã rồi mà ở cầu dịch tập trời đến nơi tái định cư. Nhưng mà giờ đã ra toàn bộ công ty Trường Thịnh không phải làm nền tái định cư. Mà đất người ta ngoài ra cho cả con bộ cho dân Trường Thịnh, chứ không không phải là muốn nền tái định cư. Nếu nền tái định cư trả mời 2004 tới bây giờ mới đúng theo pháp luật. Bây giờ 2019 rồi, trái pháp luật rồi, trái pháp luật 100% trầm trọng từ trung ương cho đến địa phương, nhất là phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh trái 100% với công ty Trường Thịnh. Thủ Thiêm còn mời Trường Thịnh chúng tôi cũng là phường Bình An, khu phố 3 nhất chúng tôi ra đường 4 lần mời của Thủ Thiêm không mời Trường Thịnh. Đó là luật gì? Trái pháp luật 100% rồi. Ông Nguyễn Thiện Nhân ơi là Nguyễn Thiện Nhân, ông Nguyễn Hoàng Thông chủ tịch thành phố ơi là Nguyễn Hoàng Thông. Bây giờ ông mới đang đặt sai sai 100% rồi hả? Nguyễn Phước Hưng chủ tịch quận 2, Nguyễn Hoàng Thông phường Bình An, mỗi một lần dân chúng tôi về đất mà để quy quan mà để mà quay phim chiếu lên những cái clip mà đất chúng tôi còn trống đó, cho công an hình sự giải đàn áp dân chúng tôi. Chuyến này mà ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình không làm rồi về vụ dân quan Trường Thịnh, chúng tôi sẽ về đó cất nhà tại tinh thần đất chống của mình, mà người nào chính quyền nào lại phản ngang, gọi là đó là lợi ích nhóm, đó là bao che cho tham nhũng. Đất của người dân hay trả lại cho người ta toàn bộ,
chuyến này tôi có về sẵn là tôi về mấy ông xử không xong. Tháng 2, tháng 3 mấy ông không xử xong là cái vụ trường hình là chúng tôi về cất nhà tại chỗ cho mấy ông coi. Cái chí như xảy ra thì mấy ông biết. Ngon mấy ông cầm súng đưa hết cả trăm người trong gia đình chúng tôi đi, trăm mấy chục người bên trường hình đó, riêng có hết đi. Rồi mấy ông sẽ như thế nào, mấy ông có ngồi yên tại chỗ không? Hay là mấy ông đi như xúc xuồng bị lật ấp xuống sông vậy? Chuyện tôi không xong là cả thế giới tôi tung lên, cả thế giới đều biết á. Những cái mặt đời màng hoàng cướp đất của tôi mà bây giờ nó ngồi tồn tại ở trung ương lên này ở đâu? Tôi không thấy nghe ông tổng chức chư Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới Lê Thanh Hải. Lê Thanh Hải là một con sâu chúa, một con thú đậu lớp người hút máu nhân vật, biết bao nhiêu ngàn người ở bên Thủ Thiêm cùng bản mà nói đó là pháp luật đó mà. Lê Thanh Hải là pháp luật sao sao, dân của tôi là cái pháp luật sao sao. Mấy anh lại lời tôi đi, tôi không về chẳng được, tôi tức tối lắm. Hôm qua tôi nghe dân Thủ Thiêm than là đói rét quá rồi, lạnh lẽo quá rồi, tôi sắp đuổi ra khỏi nhà rồi, tôi ngủ hồi đêm hôm không được. Trong cái tối sáng có một tiếng nói của tôi để tôi khỏi sự tức tối bực tức. Nếu ở Việt Nam mà tôi đã bay ra ở Hà Nội rồi, chứ tôi không có ngồi như một chỗ ở thành phố đâu. Mà vì cái sự đó mà này con cái tôi nó không có cho về, giờ sợ tôi về chẳng rồi tôi chết, nó không có cho tôi về. Nhưng mà cái chuyện chết là cái chuyện tầm thường đối với tôi. Nếu chết, tất cả những người liên quan trường hợp Thủ Thiêm được trả về y vị của cũ, tôi sẵn sàng luôn. Tôi không lại dạ trả con cháu tôi luôn. Con cháu tôi là 12 đứa rồi, bây giờ nó phải lầm than khốn khổ đó. Tết nhất này nữa hả? Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa. Bây giờ người ta hất hết ra đường rồi đó. Nó không có tiền đóng trên nhà, hất hết ra đường rồi đó. Mấy ông cảm thấy như thế nào? Mấy ông có nằm nổi trong chăn yên nghiệp ấm ra không? Sao sống vì dân, phục lụt vụ cho dân. Dân là chủ, dân là gốc, dân có quyền kiểm soát những lãnh đạo. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ trái ngược hoàn toàn. Ở một cái đám đặc, ở một cái đàn á, không có lực nhân quyền, dân không có được làm chủ nữa. Nếu dân làm chủ, giờ mà dân đâu có ra đường đứng, dân đâu có chịu lạnh lẽo, có đối pháp như vậy. Trái lực hả? Cái ông Đặng Công Quẩn là phó tổng thanh tra, ông ơi, 42 là giao cho bên phường phường Bình An là chỉ có mấy người là sai hoàn toàn. Rồi 1483 cũng là không đúng. Bên dân quan trường hợp bên Thủ Thiêm á là 162 đất ngoài ranh, đất 162 để giao cho đất ngoài ranh cấp nền cho người ta. Vì mấy ông đã lấy sai, mấy ông đời trước đã lấy sai. Mấy ông đương thời bây giờ phải gom thu 162 trả lại cho dân quan trường hợp và Thủ Thiêm cho đúng theo pháp luật. Không phải mấy ông nói, mấy ông muốn ra điều kiện gì là dân đồng ý. Dân bây giờ đã rõ ràng, minh bạch rõ ràng, đã có bản đồ 105.000 dính liền 162. Còn cái 6 năm với 1/2 là sai 100% rồi. Đó là những lùa đã làm cái bản đồ giả, lập hồ sơ giả. Còn 162 với 1/5 đúng là cái hồ sơ gốc. Dạ. Mà
mà thủ tướng mà lúc trước đó đã nói muốn thu hồi đất người ta phải đưa đất cho người ta có nền tái định cư. Còn không ra đất người ta ngoài ranh quy hoạch không có lý thuyết gì, nhiêu đô thì mới được thêm, không có lý thuyết gì bên dự án mà thu hồi đất người ta là trái 100% trái hoàn toàn. Thì bây giờ yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi nghe ông nói buổi khô buổi tươi đưa vào lò nào chưa thấy là một những tên tham nhũng hãy chia sẻ bây giờ đi. Bây giờ anh làm sao mà ông chia sẻ mấy tên tham nhũng ở thành phố Hồ Chí Minh từ Lê Văn Hải, Bách Hồng Can, Nguyễn Đua, Lê Hoàng Quân, cũng nguyên một tập đoàn sao đó là ông đã biết rồi. Tôi chỉ tích danh á, những tên tham nhũng chúa đó, Lê Văn Hải, ông làm đi, ông làm gương mấy người đó đi, rồi tất cả những cái ba miền từ miền Nam, miền Bắc hay là tất cả những cái dân hoàng là mấy cái gì đương thời không còn cái vụ mà tham nhũng nữa. Thằng nào tham nhũng trả vô trạm đốt cháy mẹ nó đi, tài sản thu hồi trả lại người dân. Mặt đó là một cách công khai minh bạch rõ ràng, lấy lợi niềm tin của nhân dân. Mà ông biết á, niềm tin của nhân dân là bao nhiêu? Dân quan là một mớ, mà 90 triệu người dân quan muốn ông làm phải rõ ràng. Ông là vua, ông phải làm sao để an dân trị nước, giặc nội sanh không trị được. Làm sao ở chiến trường mà trị được? Giặc nội sanh là một thân, những con sâu mọt nước có đục thét nuốt máu nhân dân. Tại sao mấy ông nói đổ mạo đổ gì? Từ đâu mà đổ mạo? Từ mấy cái tay thanh khét tiếng ra. Còn những cái mà những con sâu mọt nước là ông đã biết rồi. Nội tâm chịu không được, làm sao lấy lại niềm tin của nhân dân. Còn ở chiến trường mới chết, những anh em công an bảo vệ hình sự lúc dưới miền, những người dân quan, những người gặp khó khăn, những cái gì phải bảo vệ người ta, chứ không phải là những anh em công an bảo vệ để đàn áp nhân dân hay là để bắt bớ nhân dân một cách vô lý. Người dân chết cái tay bắt thấy vô đồn đánh tơi tả thương tất thời đại. Chừng nào dân hả ngồi một cái bằng chứng mà cách đây ba bốn ngày nè, tôi nghe rồi tôi cũng quên rồi, đem vô cái phường Tân Tạo đó đánh con người ta thương tất rõ ràng. Cái thằng kia nó kêu trả điện thoại nó lại, kêu luật sư nó lại, quản hồn thảy con ra được. Cái đó là bà hả? Mất dạy là kêu bằng muốn giết dân không? Không có được đâu. Bây giờ mấy anh đã học nói luật nhân quyền á, là bây giờ bên quốc tế đang giờ ngó mấy anh đó làm đúng luật đi. Đừng có lạm dụng quyền lực. Tôi cũng tố cáo những tên tham nhũng yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải làm một cách công khai rõ ràng. Bây giờ hiện tại bây giờ 33 hộ dân bên Thủ Thiêm phải lo đời sống ổn định để từ ngày nay là ngày đưa báo rồi đó, làm cho rõ ràng. Một là kêu mấy anh kia phải làm một giấy rõ ràng là mua vé máy bay cho dân về, còn ông Thanh thì phải lo đời sống ăn tết người ta tại chỗ, là chào của ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình, tổng thanh tra lên phải để mà về cùng một lúc với người dân á. Chừng nào mấy anh đi vô cổng giải quyết cho dân Trường Thượng Hứa Thiên thì mấy bà mấy anh mới chịu về đó, không mấy anh mấy bà ở tại ngoại. Rồi tôi cũng nhắn gửi với ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dân của tôi, dân quan Trường Thượng Hứa Thiên an tâm niềm tin của ông. 2019
Tôi mong anh hãy đổi mới tư duy. Cái gì phải đổi mới? Đừng có nói mà cái cũ rích như hồi 2017-2018 cũ rích rồi. Nói mà không làm, không có việc làm. Dân của tôi hãy muốn nhìn thực tế, cơn tài tham nhũng hãy chỉ chính đáng. Tôi muốn cái ngọn lửa của ông phải thiêu rụi những cái tên tham nhũng đó. Dạ làm một công khai thanh mà rõ ràng. Lúc này đang phải trả toàn bộ cho nhân dân của tôi. Đầu năm 2019, đầu năm Tết Dương âm lịch á, cũng như là Dương lịch là tháng 2, tháng 3, ông phải giải quyết dứt điểm đi. Hai mươi mấy năm rồi còn có hỏi gì nữa. Mà lúc này là nhân dân chương trình thẩm thủ thêm chúng tôi là đã cạn kiệt rồi, không còn cái gì để mà sống nữa. Nào thì quá trời trầm trọng, nhà thì không có ở, mà quay lại cái cảnh mà giữa hồi tôi còn nói theo thiếu sót đó nha, mỗi một lần áp bức của Dương Quang Thường Thủ Thiệu thêm lực lượng của công an nè, hình sự là 113 nè, xe cứu thương nè, xe cứu hỏa nè, dâu lông chút nước nè, thô tạp các nhà của người ta nè. Tôi quên cái vụ rồi dòng chút nước. Giết sạch sạch là người ta văng, người ta bay, người ta té liền. Áp là gì vậy đó? Sao dân dám còn ở tại chỗ được? Bây giờ đã công khai minh bạch rõ ràng rồi. Biết dân người ta đã có bản đồ rồi, mày đang thì trả lại cho người ta đi. Cũng mong ông á phải làm đúng một trách nhiệm của diễn một đảng đạo đứng đầu. Dạ, chị biết đó là em hỏi chị đó thì chị biết rằng là tham nhũng là quốc nạn không thưa chị? Hả? Chị có biết rằng tham nhũng là quốc nạn không? Quốc nạn. Chị có đồng ý điều đó không? Đại nạn. Quốc nạn đó là người ta nói chữ quốc nạn đó là giống như là tất cả những cán bộ của nhà nước đó gần như là đều tham nhũng hết á. Nó trở thành quốc nạn đó là vậy. Thì chỉ có người tham nhũng được đó là chỉ có cán bộ có quyền hành mới tham nhũng thôi, chứ người dân đâu có tham nhũng được. Thành ra khi nói đến mà quốc nạn tham nhũng đó là người ta nói đến tất cả những cán bộ của nhà nước đều tham nhũng. Mà quốc nạn tham nhũng đó thì TV256 đã từng nghe cái ông nó gọi là chủ tịch quốc hội đó, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đó. Ông Nguyễn Sinh Hùng ông tuyên bố làm sao chị biết không? Ông nói rằng đó, nếu mà sa thải đó, cách chức hết tất cả mấy cán bộ thì lấy ai mà làm việc? Lấy ai làm việc? Bầu không có kịp. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì ông nói thẳng rằng là nếu mà việc tham nhũng á thì giống như là ta đánh ta. Chị hiểu ta đánh ta là như thế nào không? Yeah. Ta đánh ta là ông tự tát vào mặt ông. Là ông cũng chứng minh rằng là tham nhũng là quốc nạn là có thể thôi. Có thể là ông cũng là một người cũng bị cũng tham nhũng, tay cũng dính chạm. Thành ra ông nói là ta đánh ta là vậy. Thì chị nghĩ rằng là có thể giải quyết được không? Khó lắm. Khó lắm. Tôi cũng nhắc nhở trong cái tư thương cũng chậm. Đất nước là của dân. Yeah. Cơ sở của dân. Ý kiến nguyện vọng của người dân. Tài sản người dân. Phải trả lại người dân. Để lấy lợi mình của nhân dân. Thì đúng rồi, nếu mà có một người đó mà đủ can đảm đó mà giải quyết quyết liệt á thì có thể làm được. Theo tôi thấy á, một người lãnh đạo, một người cao cấp từ lớn đến nhỏ. Dạ. Khi đã mệt rồi
những người dân đang đứng ở ngoài. Giờ mày ông ra để tay bắt mừng với người dân. Dạ, yeah. Và ông Vân Kỳ là lãnh đạo tốt, một lãnh đạo gương mẫu, một lãnh đạo thân với người dân. Mà ông phải đi thăm dân tình. Khi mà một người lãnh đạo tốt đó, người ta thấy người đồng bào biểu tình trước nhà mình, người ta sẵn sàng, người ta xuất hiện để mà người ta nói chuyện với người đồng bào đó. Các bà con cô bác đang bị oan cái gì để mà tôi có thể giải quyết được chứ. Chứ một người lãnh đạo mà đồng bào mình đang gọi là biểu tình ở ngay nhà mình, mình chăn nệm nệm ấm rồi mình ngủ ngon lành, thành ra nó chú biết là lúc chỉ có cái kỳ này là tôi cũng đi ra bài thôi. Dạ. 2000 mấy lần trước với 2007 là ra ngoài ngõ 2 tháng 3 tháng. Ồ, chị cũng ở 2-3 tháng rồi hả? 18. Dạ. 2 tháng 3 tháng rưỡi, 1 năm đi 3 lần mà. Mà thưa chị đó, chị có gặp một người lãnh đạo màu nào mà trực tiếp nói chuyện với chị không? Tôi kể cho chú nghe. Dạ, để chị kể. Một, các vị lãnh đạo từ ở Trung ương là tôi chưa gặp một người nào hết. Chưa gặp người nào? Gặp người dân. Mấy ông chuẩn bị đi ra là hàng hàng hai bên ở phòng an bảo vệ hình sự 113 đứng đứng ra cho mặt bằng. Đã lắm người dân, làm sao người dân mà chậm người dân, làm sao người dân mà gặp được lãnh đạo đó. Yeah. Đừng nói chú Nguyễn Thành Phong là quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một lần Nguyễn Thành Phong của tỉnh thành phố đi ra là hai bên hàng công an bảo vệ hình sự 113 nó đứng đứng nó dạt dân 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 ra vậy nè, không có cho dân dân gào gầm. Ông Nguyễn Thành Nhân vậy nữa. Dạ. Nhưng mà tôi thấy có một vị lãnh đạo tôi chưa tiếp xúc. Yeah. Nhưng mà thấy hợp với ở thành phố Hồ Chí Minh 3 lần là ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban phòng tiếp công dân, số 1 thì nhận ổng là một quan chức nhỏ thôi. Mỗi lần là ở quận 2 xong xuôi rồi á, Nguyễn Thành Phong ra thì phải hai nơi bên là có người giam trọng cho chúng ta cái xe hơi hơn. Bà Nguyễn Quyết Tâm cũng vậy, hai bên kêu bằng giả dân ra hết để mấy bà làm xe hơi. Nguyễn Nhân Nhân vậy luôn, không có coi như là không có một người, không có một người lãnh đạo nào mà xuống mà gặp dân mà bắt tay với dân mà để đó, mà hỏi chỉ có Hồng Điệp là nhưng mà không quen biết gì với ổng hết. Ô, Nguyễn Hồng Điệp ra hết bài già tới ông cả già trẻ bé lớn để lại bắt tay ổng rồi gửi gắm ổng. Nhưng mà rất tiếc cái chức vụ của ông chức vụ nhỏ hả? Ông là trưởng ban. Trưởng ban Hồng Điệp công dân ở Trung ương thôi. Ồ, chức vụ nhỏ thì lại là tiếc dân, còn mà chức vụ lớn thì kinh dân. Ổng vô ở thành phố Hồ Chí Minh là mỗi một lần họp với chồng giải quyết vụ gì thì ổng chỉ bị kiếm thôi, gọng giảm trình lên ở thủ tướng hay là thanh tra chính phủ. Dạ. Ổng ổng cũng là bên thanh tra nhưng mà chỉ cũng quá nhỏ. Nhưng mà thấy ổng dân tin tưởng ổng nhiều lắm nhưng mà không có quyền giải quyết được đó, theo tôi thấy là vậy đó. Yeah. Dân tôi cần những lãnh đạo gần gũi nhân dân, để cho những người dân tin tưởng và gửi gắm một cái niềm tin nơi các lãnh đạo đó. Nhưng mà chức vụ ông nhỏ quá, không giải quyết được đâu, ông đâu có quyền đâu. Chị có thấy quyền dân là quyền tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đưa vô chỉ đạo ông phó thủ tướng chứ chung mà mình phải giải quyết tất cả toàn bộ dân quận 2 và Thủ Thiêm ở chỗ thành nhà Thủ Thiêm. Cuối đầu tháng 12 tới cuối tháng 12 để dứt điểm hết đi mới lấy lợi định của nhân dân của chúng tôi. Còn mấy gì nói mà không đi đôi việc là không thực hành. Chị thấy tổng thống giàu đạo chị Yến, chị không biết chị có coi
hình mà Tổng thống Obama đi ăn bún chả không? Có. Hoặc là ổng đi đến mấy cái nước giống ổng đi mấy cái tiệm giống như là McDonald's, hoặc là ổng đi ăn đó. Ổng đi ăn, ổng tiếp xúc những người dân bình thường vậy đó. Dạ. Ổng đâu có dạ. Ổng đâu có cần phải là tiền tiền hô hậu ủng gì đâu. Tại sao? Một cái dẫn chứng là ông tổng thống dạ đúng rồi, mình đi xuống hiện trường với người dân dạ đúng rồi. Dạ. Tham dụng càng tiến bộ vậy là chết dân rồi. Tại vì đất nước mình cần có một người lãnh đạo biết thương dân, thấy dân khổ, mình đến hiện trường để mình giúp dân, mình hỏi ý kiến của người dân phải như thế nào, mình tại sao người dân phải đi biểu tình như vậy, tại sao mình đủ can, mình không dám đủ can đảm để mình gặp người dân, để mình biết, mình hỏi thăm người dân thì mình mới giải quyết được vấn đề chứ. Mình không thấy nỗi khổ của người dân làm sao mình giải quyết vấn đề. Không thấy người dân khổ mà ba mươi mấy ngày, nói là chị hồi nãy trên một tháng rưỡi mà biểu tình ở Hà Nội, biết là dân khổ đến mức nào, mà gõ cửa ngay nhà mình nữa, mà tại sao mình không đi tiếp người dân để mình hỏi thăm, rồi mình mới biết là cái vấn nạn của người dân cần cái gì, người dân bị oan ức cái gì, và mình coi những cái hồ sơ để mình giải quyết cho người dân, chứ không thể để cái đất nước trong cái tình trạng giống như là vô luật pháp như vậy. Đó, chị đồng ý với em như vậy không thưa chị? Chúng ta cần đòi hỏi những người lãnh đạo phải gặp dân, chứ không phải thấy người dân biểu tình rồi lại là không tiếp xúc với người dân. Đó là điều sai trái, mà biểu tình đó đó là cái quyền được hiến pháp quy định ở cái điều 25, người dân được quyền biểu tình. Thì người dân không có gì làm bại hết á. Người dân khi mà bị oan ức thì họ có quyền biểu tình, và cả thế giới người ta chấp nhận điều đó, và nó nằm trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Mà Liên Hiệp Quốc là mấy trăm quốc gia, người ta đồng ý cái đó là cái quyền phổ quát của người dân. Bất cứ quốc gia nào cũng vậy, phải người dân phải có quyền như vậy. Mà các anh, người dân biểu tình các anh đánh đập, các anh bỏ tù, vì các anh chống lại cả Liên Hiệp Quốc đó. Bởi vì đó, Việt Nam đó, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này bị đưa ra trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc, và hàng trăm quốc gia khuyến cáo trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề mà vi phạm nhân quyền. Đó, TV256 báo cho ông Nguyễn Phú Trọng để mà hiểu biết về cái vấn đề này. Dạ, tôi cũng nói á. Nếu Nguyễn Phú Trọng ông muốn một cái đất nước mình bình yên, ông phải sửa đổi từ trung ương cho đến địa phương. Dạ. Một cách nghiêm minh rõ ràng, trong sạch, lãnh đạo trong sạch, cấp lớn trong sạch, cấp nhỏ trong sạch. Đúng rồi. Cấp lớn thượng, nó gọi là thượng mà bất chính á, thì hạ tất loạn. Thượng mà không có trong sạch, không có minh bạch, ở dưới nó loạn rồi. Thượng ở trên mà ăn cướp thì ở dưới nó cũng ăn cướp theo. Nó là vậy đó. Bây giờ cái chuyện là trường thủ thủ của dân chúng tôi đã rõ ràng rồi. Đất ngoài ranh, đất dân cư thì phải trả toàn bộ lại cho dân tôi, chứ không còn cái gì mà để ấm hờ hay là chờ khối thân thanh tra cái gì hết. Dồn vô cái bản đồ 1 năm 2 ngàn
ba phường, năm khu phố và Trường Thịnh ngoài đây trả toàn bộ lại cho dân. Cái đó là một. Còn trước mắt cứu lửa gần, tôi cũng nhờ ông với tôi cũng nhờ ông á. Ông bước ra đường lúc 5 giờ, ông thấy mấy ông đám dân qua ở Thủ Thiêm. Ông ra hỏi, quan ức gì, chuyện gì? Ông phải đi sâu đi sát người dân và gần gũi người dân để lấy lợi tình của nhân dân. Và ông đừng kiểu xa lắm, xa lắm dân. Người dân mất mát như thế nào, dân lạnh lẽo lẩu than nói thách như thế nào. Vua lúc trước còn phải di hành đi vô cái chợ đó, coi người nào mà đi ngoài thế nào, người nào trung trung như thế nào, để giữ gìn đất nước. Trên phải nóng, ở dưới phải nóng, trên nóng nóng mà lạnh lạnh. Như thành phố Hồ Chí Minh lạnh ngắt, không có cái gì là nóng. Ngoài này không đốt lò nó nóng, nóng. Mở thành phố Hồ Chí Minh lạnh ngắt, không có trên á, không có cái gì. Người dân phải tin tưởng vào ai đây, mà đi ra tới tận trung ương, đến trước cửa nhà ông rồi, không còn cái gì nữa. Còn cái gì mà hứa hẹn nữa, còn cái gì trả lời cho tôi đây. Dạ. Lê Thanh Hải tất thành ca nguyện đua. Lê Quân Quân đùa mấy ông lên tội đội mà mấy ông đang giữ đó. Mấy ông xử lý ở đây, xử lý nghiêm, minh bạch rõ ràng. Và đồng thời giải quyết 33 hộ ở Hà Nội á, đang tìm cửa ở mọi nhà, giải quyết ngay. Bữa nay là 23 tết rồi, bà con dân quan của ông Thủ Thiêm nói là ngày nay là ông không giải quyết, mấy ông cầu ơn ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, cầu ơn mấy hai ông Táo Ngọc và Táo Lỗ Ngọc Hoàng tố cáo tới Ngọc Hoàng Thượng Đế luôn. Giờ mấy ông không thử tố cáo tới Ngọc Hoàng Thượng Đế luôn, coi mấy ông chạy đi nào. Tại vì đầu đội trời chân thấp ít, trời kêu sao thì phải xử như vậy rồi thôi. Mấy ông không xử để cho trời xử đó. Tại vì ngày nay á, ngày hôm nay mấy ông làm một việc thiện là mấy ông sẽ được một cái phúc đức. Ngày hôm nay ông thấy kệ, mấy ông sẽ gặp một cái quả báo. Đúng, quả báo tức thời chứ không có lâu đâu. Quả báo tức thời. Mấy ông không mất, mấy ông mất, mấy ông trồng đậu, mấy ông trồng đậu, mấy ông không ác, mấy ông sẽ gặp cái quả báo. Dạ. Tôi nói cho nó xin lỗi với tôi này. Tôi không yên thân, tôi tức tối. Những cái sự khó khăn, những cái sự lầm than của bố bên cho tôi đã suốt 20 tháng trời rồi. Còn gì nữa mà tiếp. Yêu cầu ông đầu tháng 12 chỉ đạo đạo thấu chúng tôi và bình và tổng thanh tra lên thái xử lý làm sao con bộ quận 2 đất ngoài này đang trả lại cho dân chúng tôi Trường Thịnh và Thủ Thiêm. Chị nói là đầu tháng 2 đầu tháng 2 đầu tháng 2 chúng tôi nghe. Dạ đầu tháng 2 đúng rồi, cuối tháng 2 là dứt điểm một tháng dư dư giải quyết hiện hiện xong rồi cho mấy ông thời gian 2 tháng. Hiện giờ đó chị Yến, chúng ta đã nói chuyện tổng cộng là 49 phút rồi đó. Thành ra theo TV nghĩ là mình phải làm dưới một tiếng đồng hồ. Như nhiều quá thì thành ra chị còn chắc 5 phút nữa đi. Dạ, 5 dạ, phút dạ. Nữa chị nói cho đã đi. Nhớ cái gì nói đó đi nha. Rồi. Dạ dạ dạ. Tôi cũng nhắn gửi với ông phó tướng Trương Hòa Bình, tổng thanh tra ra lên thái cái giấy mà cái văn bản mà 7733 ở trung ương gửi về công ty Trường Thịnh của chúng tôi đó. Mà thành phố không thi hành. Bây giờ nhờ ông phó tướng Trương Hòa Bình và tổng thanh tra lên thái
hãy lật cái 7723 của Trung ương, phó Thủ tướng Trung ương về việc đó. Yeah. Ông sẽ xem xét giải quyết nhất định cho dân công ty nhân thần của tôi. Dân công ty nhân thần của chúng tôi trong lòng bàn tay của các vị. Bây giờ dân tôi khổ lắm rồi. Đói ghét lắm rồi, Tết tới nơi rồi. Con cháu cũng lầm than khổ sở. Yeah. Không biết là Tết này sẽ ở dưới đỉnh đầu nào nữa. Yeah. Tao luôn như vậy đó. Mà luôn bà con cũng vậy. Chờ mấy năm 16 rồi, bên chương trình 16 rồi, bên tiêm là 22 năm rồi. Còn cái gì nữa mà thiết nữa. Bây giờ đất của tôi đó. Tại sao bây giờ yêu cầu là phó thủ tướng chúng tôi mà bình dân gia lên thái phải làm rõ vấn đề 7723 thu hồi tài sản 700 m của bên công ty Trường Thịnh, thu hồi toàn bộ công ty Trường Thịnh, trả lại cho những người dân đất ngoài ranh, đất dân cư, chứ nó hợp tình hợp lý và đúng pháp luật. Chứ mấy anh cứ để công ty Trường Thịnh nó nhỏ nhơ á, ở ngoài dòng pháp luật cũng được, trái pháp luật 100% rồi. Mà tôi muốn biết á, chánh thánh gia bàn vào mọi ảnh bằng lông nào đã ký bán công ty Nhật Thành trong bữa tài khác. Mà trong khi tôi đã mua 16 năm nay, 2016, ông nào đã ký? Là ông đó chẳng gan bằng chơi luôn. Mới dám ký giấy đó, ký cái công ty nó bán của tôi tài khác. Dân tôi đã kêu vào 16 năm nay. Còn cái gì nữa? Có đó phải Nguyễn Hoàng Phong Cá nhân em nói thiệt đó, em cũng là một cái dân oan, chứ không phải là không oan đâu. Mình yêu thương đất nước mình mà tại sao mình rời bỏ cái quốc gia của mình? Là nó có cái nỗi oan ức mình mới rời khỏi phải không? Là em thì đi vượt biên, vượt biển từ năm 1977 lần. Nhưng mà nó là cái oan ức, đó là cái oan ức. Em cũng là dân oan vậy. Đất nước mình thương không hết mà tại sao mình bỏ ra đi vậy? Đó là oan ức đó chứ. Phải không thưa chị? Chị có đồng ý không? Em cũng oan ức không? Thì đó, em có oan ức thì ngày hôm nay đó, em chỉ xin một điều thôi. Xin một điều nhỏ thôi chứ không có lớn đâu. Đúng không? Là em muốn nói rằng là yêu nước đó là yêu tổ quốc Việt Nam. Chỉ có điều đơn giản thôi, chứ không phải yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa.
yêu xã hội chủ nghĩa là phản quốc đó. Đối với em là như vậy. Hoặc là khi mà em thấy ở trong những cái văn phòng mà phường, xã, ấp, quận, huyện, tỉnh rồi đó, trước hết em vô đó là em thấy có cái câu là Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm. Em muốn phải có sự thay đổi. Nếu mà mình nói Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm, theo em nghĩ đó là phản quốc luôn. Thành ra em chỉ nhắn ông Trọng đó, ông nên thay đổi điều đó. Phải đặt Tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm, hoặc là Tổ quốc trên hết. Chứ nếu mà Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm đó, chứng tỏ là phản quốc đó. Đảng không có thể nào đứng trên Tổ quốc được. Đảng nó chỉ có nhóm người gọi là 5 triệu dân, 5 triệu đảng viên, 4 triệu đảng viên. Nó không phải là dân tộc, nó không phải là Tổ quốc. Thành ra đó, khi mà mình nói Đảng quang vinh muôn năm, chứng tỏ là mình phản bội Tổ quốc. Mình phải nói để một cái câu, không cần để nữa, người ta cũng đủ hiểu, Tổ quốc là trên hết. Chứ không phải là Đảng quang vinh muôn năm. Mình phải nói Tổ quốc quang vinh muôn năm thì là đúng. Không, em thì em chỉ ước mơ đất nước ta thay đổi điều đó thôi. Là khi mà mỗi cá nhân con người đó đặt Tổ quốc mình trên hết, thì tự động mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp. Tại vì ai cũng đặt Tổ quốc mình trên hết, thì một cái ông vua đó, một ông chủ tịch nước hoặc ông tổng bí thư đó, ông đặt Tổ quốc mình trên hết thì là ông biết thương dân và ông biết lo cho dân. Đó là điều đương nhiên, và ông sẽ thăm dân. Còn ông đặt cái Tổ quốc của ông, không biết Tổ quốc của ông là cái gì nữa, hoặc là Đảng trên hết đó, là một cái sự sai lầm rất là lớn mà TV256 cần có cái sự thay đổi. Thay đổi như đó thôi, lột tất cả những cái băng rôn ở trong mà huyện, thành phố rồi đó, lột tất cả cái băng rôn xuống, Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm, lột hết thì mọi việc sẽ giải quyết. Đơn giản thôi, tiếp viên không cần phải đòi hỏi mà phải lật đổ một cái chính quyền, phải không? Mà các ông đủ can đảm đi, đặt Tổ quốc này trên hết thì mọi việc sẽ thay đổi. TV đâu đâu có quyền hạnh gì. TV cũng giống như là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nói vậy đó. TV đâu có quyền hạnh gì, mà đâu có quân đội, đâu có súng ống gì đó mà lật đổ các ông được. Thấy không? Nhưng mà các ông cũng nên nhìn cái bài học của Venezuela hiện tại. Hàng triệu người xuống đường. Tuy là cái chế độ độc tài đó, nó nắm quyền hành, nó nắm quân đội, nó nắm công an, cảnh sát trong tay. Nhưng mà cái ý chí của người dân, ý chí người dân, bởi vì cái ông mà ông tổng thống lâm thời đó, ông trong cái đảng gọi là ý dân đó. Ý dân đó, thì TV256 nghĩ rằng là cái chế độ của cái ông mà Maduro đó sẽ bị sụp đổ trong thời gian rất là gần. Thì hãy nhìn xem, chúng ta, thế giới sẽ nhìn xem cái trường hợp với Venezuela. Rồi, TV chỉ đó là lời sau cùng cho TV. Chị có muốn nói thêm điều gì nữa không? Bây giờ là 59 phút rồi đó. Tôi xin tố cáo những người có chức, có quyền. Yeah. Lạm dụng quyền lại. Quyền lực. Yeah. Để làm khổ nhân dân. Rồi. Và tôi muốn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
ông phải đi sâu đi sát những người liên quan. Ông phải di hành về thành phố Hồ Chí Minh. Ông thấy bần thủ thiêm của chúng tôi khổ như thế nào suốt 2 năm và chúng ta. Rồi ông ghé sang cái vườn rau lục hưng á, ông thăm dò coi ông phải đi sâu đi sát những người dân đó mới gọi là một lãnh đạo tốt. Yeah. Đi thăm nhân dân tình coi họ khốn khổ như thế nào là một. Đời sống họ ra sao? Ai có cùng đâu mà từ ở thành phố Hồ Chí Minh mà già cả đau đơn bị phải tiền ra đổi đi ra lặn lội giờ mưa trời gió muốn lặn rét nước gì vậy? Ai cùng đâu? Yeah. Tôi đâu có cùng, tại sao tôi bệnh tư năm nay rồi cứ đi về hoài hoài, cứ ra đường ra lại hoài, cứ trốn cùng đông. Dạ. Tôi rất bình tĩnh, rất sáng sáng suốt. Dạ, tôi có một cái tâm. Dạ. Tôi nói những cái sự thật, những cái gì quan ức, khúc mà đã đè nén suốt 16 năm trời, tấm lòng của tôi. Dạ. Không phải gì chỉ riêng cả gia đình tất cả những người liên quan luôn. Dạ. Mong tổng mới tôi nguyện chậm. Nếu ông một là lãnh đạo tồn tại lâu dài vĩnh viễn mấy năm tôi không cần biết, nhưng mà thời gian không hết nhiệm kỳ, ông phải là toàn bộ những người liên quan. Dạ. Trường thẩm giải thủ tiên chúng tôi. Người ta nói rằng người chết á thì không chết giờ. Để già, người ta chết để tiếng. Để tiếng, dạ. Cọp chết. Dân tôi muốn ông phải để tiếng đời. Chứ đừng nói như là những tiểu tâm. Vừa xuống ghế, gót qua Mỹ. Lấy một bớt tiền tài sản của dân chạy trốn. Đó là đó, quý anh chị em, quý... mấy dân ông mà ông phải làm sao một cái gương để ông tự soi tự sửa bản thân ông, mà ông phải thức tỉnh lại, ông làm những chuyện gì mà người đời không hiểu rõ đó. Quý anh chị em nghe rõ không? Quý mấy cán bộ cộng sản nghe rõ không? Cọp thì chết để da, nhưng mà người ta đó là chết để cái tiếng, để cái tiếng thơm cho muôn đời, thấy không? Nguyễn Phú Trọng để đi vào lịch sử, đi vào lịch sử là để lợi áo cho người, đúng rồi, nhớ đó, là đó. Đúng rồi, tốt. Thành ra đó, ông Nguyễn Phú Trọng đó, đây là cái trách nhiệm của ông. Ông phải làm cái sự thay đổi cho đất nước để người dân người ta thương, và ông sẽ trở thành một người mà anh hùng của lịch sử Việt Nam, là đã thay đổi được một cái chế độ tàn ác. Năm vậy. Năm cũng vậy, hai năm cũng vậy. Dầu ông còn tồn tại năm hai ba năm không biết. Nhưng mà phải cái tiếng ông phải về ghi vào sách sử. Đúng rồi. Phải muôn đời muôn sợ. Chứ không phải như bọn Nguyễn Thị với tắm dưa ra rồi. Người ta nguyền rủa. Không được rồi. Đó, đó là người chết đó, lúc áo phải lắp lại, bỏ lại ra, chứ không phải được đem cái đồng áo đó đi. Còn những cái tài sản là cái phù hiệu mai, tiền mai ở tuần này mai, chứ những thẳng tham nhũng đó. Đang cướp đất của dân, tiền của bao nhiêu, bây giờ đem tiền của đúng mạng là được hay không? Dạ. Còn một, khi chết, lúc áo phải lắp lại, để lại cho gia, không đem theo được. Dạ. Tiền của cũng vậy thôi. Xuống dưới con mình là một đội đồ thì mình sống mình phải làm sao đủ đức tài an dân trị nước để lấy lợi niềm tin của nhân dân. Bao nhiêu người dân khốn khổ lắm làm gì cái sự tồn tại của thế gian này. Bây giờ dân khổ đó, quá trời dân khổ, quá trời dân khổ, dân mặt hàng ông phải làm sao? Tiền bạc là cái vật vô chi, không có tồn tại vĩnh viễn, chỉ có con người mới là tồn tại, mới vĩnh viễn, mới
mới đi vào xét xử thôi. Bởi vì người ta nói là dân vi quý là vậy. Tôi cũng nói chuyện, Một điều mong muốn của tôi thì tất cả toàn dân quan cũng đều y chang như vậy. Yeah. Ai cũng mong muốn tài sản của họ phải trả lại cho họ để cho đời sống dân bao ổn định, mà cho gia đình con cháu có một mái nhà ở tại Việt Nam. Tôi không về nữa. Còn mấy ông cứ ở dâu vậy tôi không biết. Hiện giờ con của mình nó chưa về đó. Nhưng mà mấy ông ơi, cháu giàu mấy cứ mặn lòng lửa hoài không biết à. Rồi cái miệng tôi đó, nó muốn mở giờ mà nó mở hôm nay là được đó. Dạ. Mà khi tôi về chẳng rồi đó thì mấy ông ơi, đinh tai nhức óc đó. Hiểu không hỏi tôi đâu. Dạ. Dạ, con người không ai dám bớ tôi bảo bảo như vậy đó. Tôi nói đúng được. Dạ. Đúng trách nhiệm của người công dân. Có đầu óc, có lương tri. Yeah. Có đạo đức. Chứ không phải tôi nói tầm bậy. Không bao giờ tôi 95 clip rồi. Tôi không bao giờ nói một câu nào. Dạ. Yeah. Tại vì máy nó báo chút xíu thôi mà bây giờ là 1:06 rồi đó. TV yêu cầu có chương trình mà bạn gửi lắm. Cái giải quyết Cùng một phường với bạn, ngoài ranh hết. TV 256 và chị Trương Thị Yến xin mến chào quý anh chị em quý dạ, đại. Tôi cũng kính chào tất cả đồng hương và tất cả những người dân quan trường thành thủ dân và đồng hương và ba miền. Dạ. Ngày hôm nay là ngày 23 Tết để được báo rồi thì mấy ông ấy làm thế nào để cho người dân quan bên thủ chúng tôi được đi về hoặc là Tết tại chỗ. Còn mặt không là mấy bà, mấy ông táo ráo đó, đưa lên quạt quàng đó, xử lý ở trung ương, xử lý ở dân quan, đồng hương, dân quan, thì đó 24 tây, bây giờ là 24 tây tháng chạp đó. Bữa nay 24 tây tháng chạp là 23 Tết đường táo rồi đó. Rồi tất cả mấy ông ở trung ương phải giờ nó dẫn người dân quan qua thủ thiêm 33 đặt lỡ khúc khổ ngoài đường đó. Mỗi ngày 5 giờ có bạc Nguyễn Phú Trọng đó, ông phải làm sao để cho bà con tôi có cái ăn mỗi ngày, có tiền đồng tổng hồng hoặc là giải quyết cho dân quan thủ thiêm đi về. Khi về phải có tiền máy bay cho người ta về. Hiện tại hôm nay đó là 29 tây tháng 1 vào lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam 2019 đó. Rồi, nhằm 24 tây tháng chạp, bữa nay là 29 tây đó. 29 tây mà 2 giờ sáng giờ Việt Nam. Dạ. Thì đó, chúng ta xin chấm dứt tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Dạ, dạ, tổng chào, chào. Dạ, tổng tôi cũng nhắn gửi tất cả những các đài bên Đài Bo, Đài Thế Giới Tự Do và Đài Á Châu, tất cả những đài bên này và xe và xe trong clip này cho tất cả những thế giới cộng đồng biết là dân quan phủ thiêm đang khốn khổ ở Hà Nội, đang khốn khổ ở Hà Nội, ba người nghe.
vinh quang của thiên thì mấy ông mắc cỡ với thế giới cộng đồng đó nghe. Dạ cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Dạ.